अनंत गुणमयी बुद्ध की निर्वाण धर्म धत्त बुद्धि धत्त शेष परजोगी सभी के हृदय में जोगी सभी के अंग अंग जगे सभी के अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी धर्म की निर्वाण धत्त ज्ञान धत्त बुद्धि धत्त शेष परजोगी सभी के हृदय में जोगी सभी के अंग अंग जोगी सभी के अनंत पुण्यमयी अनंत गुणमयी संघ की निर्वाण धत्त धर्म धत्त बुद्धि धत्त शेष परजोगी सभी के हृदय में जोगी सभी के moving your attention from head to feet and feet to head. See what all different sensations you come across. Pleasant or unpleasant. It makes no difference. A sensation is a sensation. Having the same characteristic of arising, passing, rising, passing, anicca, anicca, anicca. Hãy di chuyển sự chú ý của quý vị từ đầu xuống chân và di chuyển sự chú ý của quý vị từ chân lên đầu. Quan sát mọi cảm giác khác nhau mà quý vị gặp phải. Cảm giác có thể là dễ chịu hay khó chịu, chẳng có gì khác biệt cả. Cảm giác là cảm giác. Tất cả đều có cùng một đặc tính sinh, diệt, anicca, anicca, anicca. Keep on developing the wisdom of the understanding of anicca at the experiential level.
And with this base of the understanding of anicca, maintain perfect balance of your mind, perfect equanimity. Perfect equanimity. Tiếp tục phát triển trí tuệ hiểu biết về anicca ở mức độ kinh nghiệm. Và với nền tảng hiểu biết về anicca này, hãy duy trì một tâm hoàn toàn quân bình, hoàn toàn cân bằng, hoàn toàn buông xả. However pleasant a sensation may be, see that you don't react with craving, clinging. However unpleasant a sensation may be, see that you don't react with aversion, hatred. Every sensation that you experience should help you to generate your faculty, to develop your faculty of equanimity. 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 Cho dù cảm giác có dễ chịu đến đâu đi nữa, quý vị không phản ứng bằng sự thèm muốn, bám víu. Cho dù cảm giác có khó chịu đến đâu đi nữa, quý vị không phản ứng bằng tâm không ưa thích, ghét bỏ. Hãy tận dụng mọi cảm giác mà quý vị kinh nghiệm được để phát triển khả năng giữ tâm cân bằng, bình thản, buông xả. Remain aware of the truth of the sensations on the body and remain equanimous with the understanding of anicca. 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 Hãy tiếp tục ý thức về sự thật của các cảm giác trên thân và giữ tâm bình thản cùng với sự hiểu biết về anicca, anicca, anicca.
Practice metta bhavana for a few minutes. You may relax yourself and practice metta bhavana for a few minutes. Hãy thực hành thiền metta bhavana khoảng vài phút. Quý vị có thể thư giãn để thực hành thiền metta bhavana khoảng vài phút. May all beings share my merits, share my peace, my harmony. Share my Dhamma, my Dhamma. Nguyện cho tất cả chúng sinh san sẻ công đức của tôi, niềm an vui của tôi, san sẻ sự hòa hợp của tôi, san sẻ Dhamma, Dhamma, Dhamma của tôi. May all be happy, be peaceful, be liberated, liberated, liberated.
Nguyện cho tất cả các chúng sinh được hạnh phúc, được an vui, được giải thoát, được giải thoát, được giải thoát. Bhallaho yasabha jagataka sukhi ho yasabha lug dure ho yandari dreduke Bhala ho, bhala ho, bhala ho.
Hãy hạnh phúc, hãy hạnh phúc, hãy hạnh phúc.